Đây là đơn thuốc kích thích buồng trứng nè mọi người. Thì cái toa đầu tiên ngày 2 chu kỳ kinh là chúng ta đi khám, thường bác sĩ sẽ cho mình 6 ngày hoặc 1 tuần lễ nha các bạn. Toa thuốc kích buồng trứng này thì chúng ta có thể là chích tại nhà hoặc là chích ở phòng khám mà có chuyên khoa sản. Các bạn nhớ tiêm đúng giờ cố định mỗi ngày nha. Hoặc là chúng ta có thể mua về nhà tự tiêm. Mua thuốc xong thì chúng ta quay lại cái phòng tiêm thuốc của bệnh viện á, có y tá sẽ hướng dẫn cho mình cách pha thuốc, cách tiêm thuốc cho đúng vị trí nha. Thời gian thực hiện kỹ thuật tiêm kích thích buồng trứng làm thụ tinh ống nghiệm hay còn gọi là IVF thì sẽ được bắt đầu từ lúc chị em mình đang có kinh ngày 2 hoặc ngày 3. Nếu mà trong ngày 2, ngày 3 mà máu kinh ra nhiều quá thì chúng ta có thể lùi ngày lại đi khám vào ngày thứ tư vòng kinh cũng được nha các bạn. Bác sĩ sẽ siêu âm đếm xem có bao nhiêu nang loãng và sẽ cho toa thuốc. Toa thuốc thì luôn có thuốc tiêm và thuốc uống mỗi ngày. Thường thì cả chu kỳ kích trứng á, nó sẽ kéo dài từ 10 đến 12 ngày. Tùy vào cơ địa của chị em mình có đáp ứng được thuốc hay không thì sẽ có thời gian tiêm hoặc thời gian uống thuốc á, là cái ngày nó ít lại hoặc là nó dài ra. Trong suốt thời gian này chị em mình sẽ được bác sĩ hẹn tái khám để siêu âm, xét nghiệm về nội tiết để theo dõi cái sự phát triển của các cái nang trứng á, và từ đó bác sĩ sẽ điều chỉnh thuốc tăng liều hoặc giảm liều cho hợp lý với từng cơ địa. Sẽ có người là 75 đơn vị, 150 đơn vị hoặc là 225 đơn vị hoặc là 300 đơn vị hoặc là 450 đơn vị nha các bạn. Các bạn chú ý nha, trong lúc siêu âm bằng đầu dò âm đạo á, bác sĩ siêu âm nang nõn thường báo cho y tá nhập máy là sẽ có bao nhiêu trứng bên trái, bao nhiêu trứng bên phải, trứng lớn bao nhiêu, nội mạc bao nhiêu. Các bạn nhớ nghe bác sĩ nói cho kỹ để mình biết, mình hiểu thêm nha. Toa thuốc đầu tiên thường bác sĩ sẽ cho mình uống và chích khoảng 5 đến 7 ngày nha mọi người. Đây là cái thuốc mà để tiêm kích thích trứng nè. Mỗi ngày tiêm một lọ thì có 6 ống nè. Thì thuốc số 1, thuốc số 2 là cái thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm để cân bằng nội tiết của mình nha các bạn. Hỗ trợ phòng ngừa rụng trứng. Uống cái thuốc này có người thì uống vô thì hợp thuốc thì ngủ nhiều, có người thì dễ bị mất ngủ. Cái thuốc số 3 là thuốc tiêm kích thích cho nang trứng phát triển, giúp nhiều trứng hơn. Cho nên là sau khi mà mình được hẹn tái khám một tuần như cái toa thuốc này thì bác sĩ hay cho mình đi xét nghiệm nội tiết để xem có đáp ứng thuốc không. Còn cái thuốc thứ tư nè là thuốc tránh thai khẩn cấp nhằm cho cái trứng mình nó không có rụng sớm và nó ức chế sự phát triển rụng trứng, để chờ ngày mà trứng lớn thì bác sĩ sẽ chập hút một lần luôn đó ha. Các bạn nhớ chú ý, trong toa thuốc mình nhớ tiêm cho đúng vị trí nha. Thí dụ bác sĩ cho mình tiêm bắp thì mình sẽ tiêm mông, còn bác sĩ cho tiêm ở dưới da thì mình sẽ tiêm phần bụng nha. Tùy theo cơ địa của mỗi người mà bác sĩ sẽ cho tiêm khác nhau. Và đây là giờ tiêm ha. Ví dụ cho tiêm 1 giờ thì mình tiêm 1 giờ, cho tiêm 3 giờ thì mình tiêm 3 giờ nha. Mỗi ngày đều giống nhau nha các bạn. Sau một tuần kích trứng thì bác sĩ hẹn mình đi tái khám, xét nghiệm và siêu âm. Còn toa thuốc thứ hai thường uống và chích thêm 2 đến 3 ngày nữa thì bác sĩ sẽ giảm liều thuốc lại nè các bạn thấy không? Lúc trước là bác sĩ cho 4 loại thì bây giờ bác sĩ sẽ giảm lại. Qua một tuần thì bác sĩ sẽ giảm liều do cái cơ địa của mỗi người. Có người bác sĩ không đáp ứng thuốc thì bác sĩ sẽ tăng cái liều lên. Còn mà nếu cơ thể đã đáp ứng thuốc thì bác sĩ sẽ giảm liều còn 75 đơn vị thôi ha các bạn. Thuốc uống cũng giảm đi ha các bạn ha. Đây là thuốc uống nè. Uống là tránh thai, không cho rụng trứng rồi nha. Lúc này thì trứng bắt đầu lớn rồi. Khi trứng mà kích thước lớn đo được khoảng 19 mi trở lên thì bác sĩ sẽ cho mình cái lịch để chích cái mũi rụng trứng. Rồi đây là toa thuốc kích thích rụng trứng nè. Là chúng ta sẽ giảm bớt tất cả các loại thuốc, ngưng không uống gì hết, chỉ chích một loại duy nhất này. Đây là cái giờ tiêm nè. Có người tiêm 9 giờ đêm, có người tiêm 11 giờ, có người tiêm 12 giờ, tùy theo giờ. Thì các bạn phải chích đúng giờ nha, đúng số phút luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là bác sĩ sẽ hẹn hai vợ chồng mình ngày đi chọc hút trứng và lấy tinh trùng để tạo phôi luôn. Từ 0 giờ sáng ngày chọc hút trứng là chị em mình phải nhịn đói nha, không ăn không uống bất kỳ cái gì hết, kể cả nước lọc luôn. Vì chọc trứng là chúng ta phải gây mê, nếu mà chúng ta ăn uống vô là không có chọc được, phải hủy cái chu kỳ đó thì lại tốn tiền nha các bạn. Trừ khi cái người đó có một hoặc hai trứng mà nằm ở phía ngoài thì mới chọc sống không gây mê được. Đem theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân đó các bạn. Bản đăng ký kết hôn có chữ ký của hai vợ chồng. Đem theo giấy tờ đầy đủ nha. Tổng của chu kỳ mà để mình kích trứng và lấy ra được trứng thì từ 13 đến 15 ngày nha mọi người. Tùy cơ địa của chị em mà tùy tháng sẽ có trứng ít hoặc trứng nhiều. Và đây là đơn thuốc sau chọc hút trứng nè. Khi mà mình chọc hút trứng xong á, nó sẽ bị tổn thương. Cho nên là bác sĩ sẽ kê toa thuốc kháng sinh để mình uống để chống viêm nhiễm. Các bạn nhớ uống đầy đủ nha. Mình thấy đau thì mình uống viên giảm đau. Paracetamol, còn không không có đau thì mình không có uống nha. Mình uống cái số 1 không cũng được. Để chống viêm nhiễm nha mọi người. Bye bye.